Hồ Văn Cường bỗng mất tích sau tin đồn bị ép cung 6 tiếng. Nhiều đại gia muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường, đâu mới là bến đỗ để nam ca sĩ tiếp tục sự nghiệp ca hát? Nathan Lee có chia sẻ bất ngờ liên quan đến ồn ào của Hồ Văn Cường. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, sau đây là những nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Hồ Văn Cường bỗng mất tích sau tin đồn bị ép cung 6 tiếng. Sau đám tang của Phi Nhung, Hồ Văn Cường bất ngờ gây ồn ào về chuyện cắt xe sau nhiều năm đi hát. Trước đây, thời điểm Phi Nhung còn sống đã gặp ồn ào về chuyện giữ tiền cắt xe của Hồ Văn Cường. Khi nữ ca sĩ vừa qua đời, chuyện Hồ Văn Cường một lần nữa bị đẩy lên cao trào. Cách đây ít ngày, quản lý Phi Nhung thông báo chính thức trả lại tất cả tiền cho Hồ Văn Cường đã giữ trong nhiều năm qua, thậm chí còn cho thêm nam ca sĩ 500 triệu đồng như lời hứa của Phi Nhung lúc còn sống. Điều đáng nói là sau thủ tục trả tiền cho Hồ Văn Cường, thì chuỗi drama liên quan đến giọng ca nhí cùng ekip của Phi Nhung bắt đầu xảy ra ồn ào. Đỉnh cao của ồn ào phải nhắc đến một đoạn ghi âm lan truyền trên mạng xã hội. Giữa hai nhân vật, một trong số đó tự nhận là người thân quen của gia đình Hồ Văn Cường. Còn mà cái tiền mà nhà hưởng mà idol kiếp thì chưa có nhận, thì bây giờ bị đuổi đi. Nhưng mà chú thì ra ngoài bên kia thì kia đang kiếm mấy con mà cô với em mà đang ở trong đó ráng nhận đấy. Khi nào lấy được tiền đó mới đi. Tại vì bây giờ người ta quyết định khi mở đi ra rồi đó là đâu có lợi lấy được được đâu. Người này cho biết khi liên hệ với bố của Hồ Văn Cường hỏi về số tiền cắt cê. Theo đó người này tiết lộ bí mật về cuốn sổ tiết kiệm của Hồ Văn Cường là chỉ cầm cho qua chuyện chứ chưa được trả tiền. Không những thế người này còn tiết lộ Hồ Văn Cường bị ép cung suốt 6 tiếng đồng hồ, đồng thời còn khẳng định bài đăng trên trang cá nhân của Hồ Văn Cường không phải là của nam ca sĩ và đã có người sắp xếp. Tuy nhiên sau đó cộng sự với Phi Nhung đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này, khẳng định đó là đoạn ghi âm câu view hoàn toàn vu oan cho bố đẻ của nam ca sĩ giữa lúc mọi chuyện vẫn đang diễn ra xung quanh Hồ Văn Cường thì số phận của nam ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ trên mạng xã hội lan truyền thông tin Hồ Văn Cường đã dọn ra khỏi nhà của Phi Nhung và cắt đứt mối quan hệ với gia đình mẹ nuôi một người con nuôi của Phi Nhung không thể liên lạc được với Hồ Văn Cường điều này khiến cho nhiều người hâm mộ còn lo lắng tình trạng của quán quân Việt Nam Idol 2016 có thể không chịu đựng được áp lực suốt thời gian qua. Theo tiết lộ từ Long Nhật, Hồ Văn Cường có gọi điện cho cô giáo để nhờ tìm giúp chỗ ở mới. Thế nhưng, tất cả đây vẫn là những thông tin đang chờ người trong cuộc lên tiếng. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Nhiều đại gia muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường, đâu mới là bến đỗ để nam ca sĩ tiếp tục sự nghiệp ca hát? Từ khi Hồ Văn Cường thông báo sẽ rời công ty của mẹ nuôi Phi Nhung, nhiều người ngỏ ý muốn đỡ đầu cho nam ca sĩ tiếp tục sự nghiệp, nhưng đâu mới thực sự là nơi giúp Hồ Văn Cường đứng vững trong showbiz sau nhiều bão tố? Vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, trên trang cá nhân của Hồ Văn Cường đăng tải bức tâm thư thông báo đã nhận tiền đi CDH 5 năm qua, đồng thời tiền thưởng quán quân từ chương trình Việt Nam Idol Kids cũng được quản lý Phi Nhung trao tận tay dưới hình thức sổ tiết kiệm từ nhiều năm trước. Kể từ đây, nam ca sĩ sẽ hoàn toàn chấm dứt hợp đồng làm việc với công ty của mẹ nuôi Phi Nhung, chính thức trở thành nghệ sĩ độc lập. Bên cạnh đó, Hồ Văn Cường và gia đình cũng sẽ dọn ra khỏi nhà, tìm kiếm nơi ở mới theo đúng nguyện vọng. Những tưởng sự việc này sẽ khép lại trong êm đẹp, thế nhưng thực chất cư dân mạng lại đang xôn xao bàn tán nhiều thông tin bên lề liên quan đến sự ra đi của Hồ Văn Cường. Những tin đồn như Hồ Văn Cường bị chèn ép, tiền cát xê chi trả không đủ, sổ tiết kiệm mẹ ruột Hồ Văn Cường nhận được mới mở gần đây để lấp liếm, chứ không phải đã có từ năm 2016 như lời của quản lý Phi Nhung. Hồ Văn Cường bị tịch thu fanpage và kênh youtube, chứ không phải tự giao trả cho công ty. Khi các diễn đàn mạng xã hội liên tục xôn xao nhiều câu chuyện đáng thương của Hồ Văn Cường, những ngày qua lại có khá nhiều đại gia ngỏ ý muốn giúp đỡ nam ca sĩ ổn định cuộc sống và sự nghiệp khi dứt áo ra đi khỏi nhà mẹ nuôi. Chỉ trong vòng 3 ngày qua, Hồ Văn Cường đã nhận được đến 4 lời ngỏ ý cực hời rất đáng để suy nghĩ. Đầu tiên phải kể đến là món quà siêu to khổng lồ trị giá 1 tỷ đồng đến từ đơn vị Đại Nam. Và tôi nhắc lại một lần nữa, tôi muốn tặng cho gia đình của anh Cường 1 tỷ đồng. Nếu ai liên lạc được với thằng Cường Thì hãy kêu nó ra khỏi nhà nếu như nó còn đang ở đó nếu quản lý Phi Nhung chứng minh được số tiền 180 triệu giải thưởng âm nhạc của Cường được chuyển ngay từ đầu. Trước đó, nữ streamer này còn hứa sẽ lo cho Hồ Văn Cường khi Phi Nhung qua đời. Bà sẵn sàng tặng 500 triệu đồng để nam ca sĩ có thêm kinh phí bỏ túi. Một nhân vật nữa là Hoa hậu quý bà Phương Lê vào tối ngày 13 tháng 10 đã thông báo trên trang cá nhân muốn giúp gia đình Hồ Văn Cường có nơi cư trú. Hồ Văn Cường nếu con cần nhà để ở, khi chưa mua, cô có một căn hộ cao cấp 3 phòng ngủ, rộng 162m2, cô cho con và gia đình mượn ở. Hoa hậu Phương Lê viết, khi dọn ra ở riêng, rõ ràng một chỗ ở ổn định là mục tiêu đầu tiên mà gia đình Hồ Văn Cường phải hoàn thành trước khi em muốn thực hiện các kế hoạch khác. Sau đó doanh nhân Nguyễn Đức Thụy, bầu Thụy cũng bày tỏ ý muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường bằng cách xây dựng ekip phục vụ chuyên nghiệp như danh ca Ngọc Sơn, nam ca sĩ sẽ được hỗ trợ học đại học cũng như yên tâm thực hiện đam mê ca hát của mình mà không phải lo lắng điều gì. Được biết bầu Thụy là người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản 20.420 tỷ đồng. Như vậy nói về tiềm lực kinh tế thì đúng là Hồ Văn Cường vừa nhận được một lời mời không thể tốt hơn chưa dừng lại ở đó, ca sĩ Long Nhật chiều nay đã tiết lộ anh đang kết nối với một vị đại gia với Hồ Văn cường để hỗ trợ nam ca sĩ sau khi rời khỏi gia đình Phi Nhung. vì chân quý tình cảm của hai mẹ con Phi Nhung Hồ Văn cường nên Long Nhật muốn Hồ Văn cường được nâng đỡ về lâu dài. dù chưa tiết lộ danh tính vị đại gia đó là ai nhưng Hồ Văn cường rõ ràng lại nhận thêm một tin vui. giữa hàng hà sa những lời mời, lời hứa thậm chí là những cam kết chắc như đinh đóng cột hiện tại phía Hồ Văn cường vẫn đang im hơi lặng tiếng, chưa có động thái cụ thể nào. Vấn đề mấu chốt ở đây là lựa chọn của Hồ Văn Cường bây giờ sẽ quyết định tương lai của em sau này. Từ khi bước ra khỏi cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016, thành danh với dòng nhạc Bolero, Hồ Văn Cường gần như gắn bó với tên tuổi mẹ Phi Nhung khi hoạt động trong showbiz. Phải thừa nhận, thành công của Cường phụ thuộc phần lớn ở giọng hát nhưng không thể phủ nhận được sự nâng đỡ và các mối quan hệ của mẹ nuôi đã giúp em có thêm cơ hội thăng hoa trong âm nhạc. Khi trở thành ca sĩ Borero, Hồ Văn Cường đã phải tự bơi giữa biển lớn. Với dòng nhạc không thị trường như Borero, thì nam ca sĩ mới 18 tuổi nhất định phải có một ekip xanh nghề, hậu thuẫn để có thể vững trái bước tiếp. Bên cạnh đó, giọng ca xa mưa rông cần có sự lột xác về ngoại hình lẫn tính cách, vì nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường khá nhút nhát, thiếu tính giải trí để tồn tại trong showbiz. Chính vì những lẽ đó, sự hỗ trợ về mặt nhà cửa tiền bạc với Hồ Văn Cường lúc này chỉ là cứu cánh nhất thời giúp em giải vây khi ra ở riêng còn về lâu dài, điều mà giọng ca 18 tuổi này cần là một người đỡ đầu có chung chí hướng, có kinh nghiệm bon chen lâu năm trong showbiz và đam mê dòng nhạc quê hương mà Hồ Văn Cường theo đuổi. người này còn phải có quan hệ rộng, nhất là với các bầu sâu hải ngoại để tạo cơ hội cho Cường đi lưu diễn nhiều nơi. trên thực tế, từ sau khi Phi Nhung qua đời, có khá nhiều bầu sâu trong lẫn ngoài nước bày tỏ thái độ không hài lòng về sự im lặng của Hồ Văn Cường khi mẹ nuôi bị điều tiếng. Thậm chí có những người thân cận trong ekip còn ẩn ý Hồ Văn Cường khó mà tồn tại trong giới nghệ sĩ sau này. Như vậy việc Hồ Văn Cường trong tương lai còn cần chứng minh bản thân là người có tài năng, âm nhạc của em sẽ phải cứu rỗi những lùm xùm liên quan đến bản thân. Nói cách khác, Hồ Văn Cường phải thay đổi cái nhìn của người khác bằng chính những nỗ lực trong âm nhạc của mình. Thời gian tới, động thái của Hồ Văn Cường sẽ gây chú ý rất nhiều. Trước mắt, nam ca sĩ chỉ thông báo tập trung vào việc học và trau dồi nhiều hơn đam mê ca hát. Có lẽ những lời đề nghị giúp đỡ của các đại gia lúc này đối với Cường là quá dồn dập. Thật lòng mà nói, ngay cả khán giả còn hoài nghi về những lời hứa đó. Liệu rằng đâu mới là tình cảm thật, đâu chỉ là A-dua theo sự kiện với mục đích đánh bóng tên tuổi. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Mới đây, những câu chuyện liên quan đến tiền cát xê cũng như số phận của Hồ Văn Cường sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời được xem là tâm điểm được sự chú ý của đông đảo dư luận. Theo đó, dù không mấy khi lên tiếng về những sự việc liên quan nhưng nathan lee mới đây bất ngờ có những chia sẻ sau khi được dân tình dò hỏi về vụ hồ văn cường nam ca sĩ nathan lee tiết lộ rằng mình chưa bao giờ gặp ca sĩ phi nhung và chỉ biết đến hồ văn cường cộng sự của mình cũng có ý định mời em ấy tham gia một chương trình truyền hình lớn và đầu quân cho một công ty giải trí chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế tuy nhiên mình không lên tiếng trong thời gian này để tránh mọi hiểu lầm hoặc lùm xùm không đáng có cho cường trời hại mới sợ chứ người hại thì cứ sống tử tế sớm muộn gì cũng sẽ nhận lại những điều tử tế nathan lee chia sẻ